Đây các anh chị nhìn này, chiều cao 156 đúng không ạ? Đấy, tất cả 2D có 3D đây. Các anh chị nhìn nhá, 2D có 3D, 156 đúng không? Vâng, xin chào tất cả anh chị đang theo dõi video phát trực tiếp của nhà đẹp Green trên trang fanpage công ty thiết kế nhà đẹp Green. Thì hôm nay chúng tôi chia sẻ với anh chị video thực chiến về cái phần khu vực cầu thang và các cái phần làm và độ chính xác của nhà đẹp Green khi làm cầu thang như thế nào. Mời anh chị chúng ta sẽ theo dõi video phát trực tiếp này nhé. Thì với công trình của nhà đẹp Green khi thiết kế và thi công trọn gói thì cái cầu thang là cái khu vực rất là quan trọng để tạo cho kết nối giữa các cái tầng với nhau và không gian không khí giữa các cái đối lưu không khí giữa các cái tầng và lấy ánh sáng đưa vào nhà thì và thoát khí. Thì ở đây chúng ta sẽ chú ý cái phần cầu thang. Cái chú ý số 1 là chúng ta phải làm cái phần cầu thang khi phần chia bậc thì chiều cao tiêu chuẩn là từ 15 đến 17 cm. Chú ý số 1, chú ý số 2 đó là khi làm cầu thang thì chúng ta sẽ phải có các cái phần để chúng ta thi công cho lần 2 thì chúng ta sẽ đảm bảo. Thì cái phần thứ nhất chúng ta cần quan tâm ở đây thì tôi cũng có chuẩn bị sẵn cái thước để cho anh em ta nhìn đi, để có cái thước này. Đấy, thì ở đây thì cái phần số 2, số 1 là chiều cao của bậc. Thì ở đây chúng tôi thiết kế căn biệt thự này thì chiều cao là 15,6 cm, thì gần 15, gần 16 mét đúng không ạ? À, 16 cm. Đấy, thì tôi lấy số đẹp là 15, 15, 156 là số rất là gọi là số phong thủy, là số đẹp nhất đúng không ạ? Và cái chiều cao này thì chúng tôi làm rất là chính xác, chi tiết nào thì tôi đã chuẩn bị bản vẽ kia rồi. Ở đây thì các anh chị nhìn cái phần thứ hai chúng tôi muốn chia sẻ các anh chị, đây là cái phần cái cầu thang. Bây giờ thì chúng ta có cái lực đẩy, cái lực đạp giống như chúng ta đi thang bộ, chúng ta trèo một người giữ chân thang. Thì cái chân thang này chúng tôi đổ bê tông đây này. Và đương nhiên là cái phần thép chờ để làm thang này thì gửi từ cái chân dầm này. Chúng ta nhìn cái dầm bê tông đây đúng không ạ? Và chúng ta để dâu thép đây, sau đó chúng ta sẽ mới đổ kết nối thì tạo ra cái thần bê tông ở dưới này. Đây, cái phần bê tông ở dưới này, bê tông chân thang này. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra chi tiết nhé. Thì bản vẽ về thang của chúng tôi đây, thì chúng tôi cứ 2D có 3D anh chị nhìn. Đấy, cái nhịp cầu thang ra đây là 3D, mô hình 3D theo đồng thức tôi chỉ này. Đây là cái phần bậc này, chúng tôi thiết kế đây là 25 bậc. Đấy, cũng là bậc sinh này. Và chiều cao bậc của chúng tôi đây 156 đúng không? Đấy, thì chiều cao của chúng ta là 15,6 cm đúng không? Giờ tôi sẽ kiểm tra đo nhé. Thì ở đây tôi sẽ chuẩn bị cho các anh chị đo chi tiết luôn. Tôi sẽ so sánh luôn tại vị trí bản vẽ nhé. Tại bản vẽ ở đây của chúng ta là 156 đúng không? Số đẹp. Bây giờ đây chúng ta đo thước này. Bây giờ đây có quá trình cát xi nó đổ đây, tôi gạt đi. Tôi sẽ gạt lấy cái phần bằng. Đó, bằng cốt bằng này nhá. Tôi lấy thước tôi gạt đi một chút. Các anh chị nhìn đây. Chúng ta nhìn nhá. Theo đúng cái thước này. Đấy, các anh chị nhìn này. 156 đúng không ạ? Chính xác cái mm luôn này. Đấy, anh chị nhìn nhá. Tôi gạt hết thước để tôi đo này. Đo này, anh chị nhìn này. Đấy, tôi zoom xa ra cho anh chị nhìn, không có tôi gian lận này. 156 đúng không ạ? Đấy, nếu mà anh chị nhìn gần đấy này, tôi sẽ zoom gần, tôi giữ nguyên thước này. Đấy, chiều cao 156 đúng không ạ? Đấy, một số 5 này. Đấy. Chuẩn không anh chị nhìn? Đấy, 156. Rất là chuẩn, từ xa và zoom gần cho anh chị, 156 này. Đây là một bậc đầu tiên nhá. Và đây các anh chị nhìn này. Chiều cao 156 đúng không ạ? Đấy. Tất cả 2D có 3D đây. Các anh chị nhìn chưa? 2D có 3D. 156 đúng không? Thì nếu mà các anh chị bảo thì là tôi đo cái bậc đấy là tôi lấy số đẹp hoặc là tôi làm chuẩn. Giờ tôi đo các bậc còn lại nhé. Để cho các anh chị nhìn, đúng không? Chuẩn đến mm cái bậc này, thế tôi xin phép gạt gạt bớt cái phần cát xi nó bám dưới này. Tôi đo đây để các anh chị nhìn.
Đấy, các anh chị nhìn đúng không? Tự nhiên thước ra này, 156 đúng không? Đấy, các anh chị nhìn cái chuẩn không? Từ xa nhìn này. Đấy, 156 nhá. Rất là chuẩn luôn. Chuẩn đến mm luôn nhá, 156. Đấy, các anh chị nhìn này, đây cái bậc số 2 đúng không? Đấy, tôi kiểm tra các anh chị tiếp bậc nữa nhá. Đây. Đo, đạp bước cái này đi. Kiểm tra cho anh chị 56 bậc luôn, đều tiêu chuẩn đấy. Anh chị nhìn này, cũng 156 đúng không? Đấy, đây, tôi zoom xa này. Đấy, nhìn. Rồi, cái bậc mà tôi đọc cái bản vẽ đây rồi, thì tôi bỏ ra nhé. Bậc, đây, bậc này thì tôi gạt tiếp này, tôi đo này. Đấy, 156 đúng không? Đấy, 156, đầy đủ đây. Bậc này thì gạt thì đo, đo sát cạnh này. Chúng ta nhìn. Đấy, 156 đúng không? Bậc tiếp này. Gạt tiếp đi này. Đây, anh chị nhìn này. Chuẩn đét luôn. Đây. Tương nhiên thước này. Tôi zoom anh chị nhìn đây 156 đúng không ạ? Đây 156 đúng không ạ? Đấy, zoom xa thước anh chị nhìn này. Chính xác luôn. Tiếp này. Đo tiếp cái bậc nữa. Thì phép gạt đi. Đo tiếp này. Đấy. Đây, 156 này. Đúng không? Rất là chính xác cái bậc trên cùng. Rồi, tương tự, cái này chiều cao qua quá, tôi mở tay. Đấy, anh chị nhìn nó rất là chính xác luôn. Ở lên trên bậc tầng 2 nhé. Chính xác đến mm luôn chứ anh chị nhé. Chiều cao bậc theo số phát lộc ấy, 156 ấy. Đấy, chiều cao bậc cầu thang nhé. Chính xác. Đấy, anh chị, có anh chị đang hỏi xem cái mẫu nhà đây. Xem mẫu nhà, cho xem mẫu nhà. Đây, mẫu nhà đây. Đấy, mẫu nhà thiết kế thì không chịu gọi. Công ty thiết kế nhà đẹp của Rin chia sẻ cho các anh chị đây. Đấy, các anh chị nhìn đây, đúng không ạ? Chính xác và chi tiết luôn. Đây, các anh chị nhìn đây, cái căn biệt thự này tạo tân cổ điển rất là đẹp. Đây, đẹp ạ. Các anh chị nhìn đẹp long lanh luôn. Tầm này tầm trưa phục vụ các bác. Các bác đang nghỉ trưa phục vụ các bác. Đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp của Rin này, thiết kế và thi công chuẩn hóa công trình này nhé. Rồi, chúng ta sẽ cầm thước kiểm tra trên tầng tiếp theo. 156 đúng không? Đây, hai cái bậc này. Trăm nghe mà một thấy cho các bác, nhìn cho các bác thích, đúng không? Chuẩn đến từng mm luôn, nghiêng cho các bác đo mm luôn. Đấy, chiều cao đấy, 156 đúng không? Đúng không? 156 cm đúng không? Đấy. 15,6 cm đấy. Chuẩn chưa? Zoom gần đây. 15,6 đúng không? Chính xác mm luôn. Chà chà. Cho các bác bậc nữa. Bậc chiều cao này. Nó vướng phần xi với cát nó rơi đây. Đây, các anh chị nhìn nhá. Nghiêng thước vào cái phần này cho các anh chị nhìn. Đặt thước vuông góc trước này. 156 đúng không? Anh chị nhìn đúng không? 156 đây, tôi zoom gần rồi, gần thước vào đây, 156 đúng không? Đấy, zoom xa cho anh chị nhìn đây. Đúng rồi, viền cầu thang gây, xây gạch đặt đấy, chuẩn chính xác luôn. Cảm ơn bạn nhé. Rồi, chứng minh như thế để cho các bạn nhìn khi chúng ta đặt thiết kế trọn gói. Bản rộng bao nhiêu à? Đấy, bản rộng đấy. Đo cho anh luôn. Đây, nói có sách 25 cm. Nhìn chưa, 25 cm bản rộng này, 25 cm, chiều cao là 156, tiêu chuẩn bậc phát lộc nhé, độ rộng là 25 cm, rất chi tiết cho các anh chị, toàn bộ công trình đi cực kỳ thoải mái luôn, tôi nói tôi bước chân tôi đi đã thấy sướng, cực kỳ thích luôn các anh chị. Ở nhà đây, đấy. Được, các anh xem tôi sẽ cầm ra ngoài kia nhìn nhà to luôn cho các anh chị nhìn và nhìn toàn cảnh phía ngoài luôn nhé để cho các anh chị quan sát. Đây, ra ngoài đây tôi sẽ nhìn cái phần mặt trước cho các anh chị nhìn. Hôm nay là lắp gỗ rồi. Đây, tôi sẽ lùi dần cho các anh chị sẽ quan sát cái bậc vừa rồi tôi phải nhảy xuống chưa làm bậc.
phục vụ các anh các chị 24/24 này. Đây, công trình xây trọn gói đây. Ấy, các anh chị nhìn có thích không? Phê không? Em nó mới xây thô rồi mà nó đã long anh thế này rồi. Đấy, xây thô thôi nhá. Mà nhìn nó đã long lanh thế này rồi. Hoàn thiện xong phần chỉ giả vào nữa thì anh chị nhìn mê ly luôn. Đấy, hoàn thiện xong phần chỉ giả nữa thì không còn cái gì để chê. Đây, anh chị nhìn bản vẽ to này. Đấy, thì chúng ta nhìn đây là cái không gian bếp này. Bước 5 bậc vào bếp này. Phần này trên này là phần sân phơi này. Cửa chính của chúng ta đây. Bước 5 bậc vào cửa chính này. Tôi vừa nhảy từ đây nhảy xuống đây. Đấy, phần cuốn vòm này. Các cái chỉ khỏe này. Và tầng 2 các hệ lam này. Và đây cái chi tiết cuốn vòm cong cong này. Đấy, cái cong cong đây. Đây, bản vẽ đây. Đấy, các em chị nhìn cái cuốn vòm cong cong chưa? Theo đầu thước tôi chỉ đấy. Đấy, cái trên cái ô cửa sổ cũng cong cong theo. Để nó nhấn nhá nó theo. Nhìn nó đẹp, đây các anh chị nhìn đây. Đấy, những anh chị nào mà cần thiết kế và thi công trọn gói tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh thì hãy liên hệ ngay với nhà đẹp Green theo số hotline là 0386325566. Website của công ty là 1001mỗinhadep.com. YouTube kênh truyền thông chính thức của công ty là Phạm Văn Tuân. Trang fanpage công ty là Nhà Đẹp Green. Thì anh chị đang theo dõi trên trang fanpage công ty đấy. Anh chị nào ở nước ngoài mà cần tư vấn thi công xây dựng nhà thì hãy liên hệ với chúng tôi nhé. Cái công trình này của nhà chị Thảo. Chị Thảo đang lao động bên Hàn Quốc. Anh chị đang lao động bên Hàn Quốc có một chút vốn để đầu tư và xây dựng một ngôi nhà mơ ước thì đã liên hệ ngay với Nhà Đẹp Green. Thì chúng tôi cũng rất là hân hoan vui mừng chia sẻ các anh chị đến giờ phút này. Thì công trình cũng đã hoàn thiện được 80% rồi. Đến đây mình cũng tự hào 80% đi. Đúng không? Đấy, còn chát ốp lát hoàn thiện nữa, điện nước vào nữa là rất là chi tiết cho các anh chị. Sau này hoàn thiện lên thì các anh chị nhìn rất là đẹp luôn. Khuôn viên thì chúng tôi thiết kế cổng rồi khuôn viên cây cối xung quanh nữa thì các anh chị khoảng tầm 2 tháng nữa sẽ là đẹp long lanh. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị nhá. Hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo. Những anh chị nào đang lao động ở nước ngoài mà cần tư vấn thiết kế thi công hãy liên hệ ngay với Nhà Đẹp Green, chúng tôi sẵn sàng phục vụ anh chị. Sẵn sàng phục vụ anh chị nhá. Rồi, chúc anh chị buổi trưa vui vẻ. Rồi, hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo.